Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Phonny Duffy. Những chapter gần đây của One Piece thật sự hấp dẫn. Khi ba tặc trẻ vừa mới rời khỏi Wano thì liền đụng phải những tảng đá cản đường khổng lồ khác, khó khăn hơn gấp bội. Cũng giống như cái tên Oda đã đặt trong Zoom Festa 2023 mới đây, Đại Loạn Chiến. Diễn biến chapter liên tục được Oda xoay tua, thay đổi liên tục để mang tới độc giả những góc nhìn đa chiều nhất. Tất nhiên là bạn Muro vẫn luôn được ưu tiên. Và tôi định làm video dự đoán chapter 1079 sắp tới, nhưng chưa kịp làm thì Redon đã có một vài gợi ý. Tôi cảm thấy nó thật sự rất thú vị, rất cuốn hút, nên có hứng làm ngay một video siêu ngắn này để anh em có chủ đề để bàn luận. Theo đó thì Redon đã đưa ra gợi ý đầu tiên cho chapter 1079 là một hành động như thế này. Và nó làm anh em gợi nhớ tới điều gì? Còn tôi thì liên tưởng ngay tới Haki, mà cụ thể chính là Haki Bá Vương. Vậy thì sẽ có những diễn biến nào với ai xuất hiện để phù hợp với gợi ý này? Đây là quan điểm của tôi. Đầu tiên, có thể nó sẽ có liên quan tới Luffy và Zoro. Với hai thanh niên này đều có Haki Bá Vương, thậm chí là sử dụng được Haki Bá Vương đẳng cấp cao. Theo đó, cũng có thể Luffy và Zoro cảm thấy cần phải giải quyết nhanh gọn, dứt điểm các Seraphim để dành thời gian tìm kiếm Vegapunk hay tránh cho các thành viên yếu trong bang Murom gặp nguy hiểm, nên đã sử dụng luôn Haki Bá Vương. Một người thì lưu chuyển vào kiếm, còn một người thì vào nắm đấm để hạ gục Seraphim Mihawk với Kuma. Đồng thời, đây cũng là một mũi tên trúng nhiều đích, bởi nó sẽ giúp cho Luffy được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Luffy ở hiện tại là như thế nào, đã chấp nhận được việc Luffy là một tứ hoàng hay chưa. Thứ hai, đó cũng có thể là sự xuất hiện của vua bóng tối Rayleigh, bởi ông cũng có sở hữu Haki Bá Vương đẳng cấp cao. Và với việc những tin tức ở hòn đảo SH về Luffy với tiến sĩ Vegapunk đã được liệu báo Morgan đăng lên trang nhất của tờ thời báo kinh tế thế giới, thì cũng có thể xảy ra việc Rayleigh xuất hiện và chuẩn bị đi đâu đó giống như xoay tóc đỏ. Dù vậy thì điều làm tôi thật sự nghĩ tới với gợi ý trên đó chính là sự xuất hiện của hai thanh niên tóc đỏ, tứ hoàng xanh với kích ve chai tại hòn đảo của những người khổng lồ Elbas. Bởi những chapter gần đây, nếu bạn để ý thì cứ một vài chapter xuyên suốt diễn biến tại SH thì sẽ có một hoặc hai chapter với những diễn biến bên ngoài tầng thế giới. Đồng thời trước đó chúng ta cũng đã thấy Law cùng đồng đội thể hiện sức mạnh trước tứ hoàng Rau Đen. Vì thế điều tương tự cũng có thể xảy ra với kích ve chai và xanh tóc đỏ. Và khi nói tới tứ hoàng xanh, ngoài việc cánh tay phải là Ben Buckman, còn cánh tay trái là con vua biển, thì Haki Bá Vương chính là một điểm nhấn quan trọng, cực kỳ ấn tượng. Năm nay là khi nói tới Haki Bá Vương thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới xanh tóc đỏ. Bởi cho tới lúc này ở hiện tại, chưa một ai, kể cả là tứ hoàng Kaido hay là tứ hoàng Big Mom, lại có một màn dùng Haki Bá Vương thị uy bá đạo như là xanh tóc đỏ. Không những vậy, kẻ mà xoay thị uy lại là một đô đốc hải quân. Và nếu so với những loại sức mạnh khác trong One Piece thì Haki Bá Vương có thể xem là loại sức mạnh đáng sợ nhất. Chỉ có một số ít cái mạnh là sử dụng được mà thôi. Chính Kaido đã xác nhận điều này. Và nếu bạn còn nhớ thì ngay khi biết tin Kid đang ở ngoài biển, tứ hoàng xanh đã cảm thán rằng: "Chả biết thế này nên gọi là giờ đẹp hay xấu nữa, đúng lúc bọn ta định ra khơi." Tứ hoàng xanh tóc đỏ đang định đi đâu đây? Và nó sẽ ảnh hưởng gì tới sức khỏe của Kid cùng đồng đội? Chúng ta chưa biết Shanks định kéo cả liên minh hải tặc của mình đi đâu, giải quyết chuyện gì. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng ngay lúc này Shanks không có nhiều thời gian dành cho Kid. Và điều này sẽ dẫn tới việc Shanks sẽ không hề nương tay, thậm chí là còn làm một cách để nhanh chóng đánh bại Kid, giải quyết trận đấu nhanh nhất có thể, giống như cái cách Akainu không hề nương tay với Ace hay là Luffy ở Marineford 2 năm trước vậy. Đó là lý do vì sao Shanks nhắn với Kid rằng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, bởi đơn giản là Kid sai một ly có thể đi thêm một cánh tay. Vậy nên tôi có thể hình dung rằng nếu Shanks và Kid xuất hiện trong chapter sau thì chúng ta sẽ tiếp tục được thấy một màn dùng Haki Bá Vương thị y của Shanks tóc đỏ với một sự đáng sợ lớn hơn rất nhiều nếu so với Drop Rio Kugil trước đó. Và không phải là từ một khoảng cách xa nữa, mà có thể là mặt đối mặt với Kid ve chai. Và nghĩ tới đây thôi đã thấy nổi da gà, bởi tôi nói thật là cái gì liên quan tới xoay tóc đỏ tôi cũng thích cả, đặc biệt là sức mạnh. Bởi thông qua cái cách xoay dùng Haki Bá Vương, chúng ta có thể đánh giá được tiềm năng sức mạnh của Zoro với Luffy trong tương lai, cũng như ở hiện tại là đang ở đâu. Nói chung là có rất nhiều cái để nói. Và đây cũng chỉ mới là gợi ý đầu tiên từ Redon, cũng có thể sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn khác nữa. Và tôi sẽ tiếp tục cập nhật với anh em. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like để ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.